Hi, xin chào các bạn cùng trở lại với kênh của Hiếu Nguyễn và mình là Mr. Fish. Hôm nay thì mình trở lại với một cái dòng cá rất là dễ thương để cho các bạn xem. Như cá mới về ra là còn hơi nhát các bạn. Các bạn nhìn thấy thế nào? Giống cá tai tượng châu Phi đúng không ạ? Đây là một dòng cá Tiger Super Short các bạn nha. Đây là dòng tai tượng mà dùng white. À, khi lớn nó sẽ khác cái dòng cá tai tượng truyền thống của chúng ta nuôi, nó là cái body nó tròn ngắn, các bạn nhìn thấy không? Hiện tại là nó rất là ngắn nha, bông thì sẽ bông đỏ như tai tượng châu Phi. Tuy nhiên thì nó trên thân nó sẽ có một cái gì, một tới hai cái sọc màu vàng cam, vàng cam quấn quanh thân giống như cá hổ các bạn. Cho nên cái dòng này người ta gọi là dòng Tiger chứ không gọi là dòng tai tượng châu Phi. Nó ở một cái đẳng cấp khác so với dòng tai tượng châu Phi ha. Và thêm nữa là cái dòng này hiện tại là nó đang là super short luôn. Thân hình ngắn, thân hình siêu ngắn, rất là dễ thương. Và cái đuôi rất là to ha. Các bạn thấy mới về nên là cá nó còn nhát các bạn. Tuy nhiên là muốn quay cho các bạn xem luôn. Nhìn rất là đã. Con này thì cách nuôi hoàn toàn giống với tai tượng châu Phi ha, rất dễ nuôi. Các bạn có thể cho ăn cá mồi, cá sống hoặc là cho ăn thức ăn. Đây mình có thả chép mồi nè. Chép mồi là dùng làm thức ăn cho cá luôn. Nhìn mặt thấy ghét không? Tròn quay. Nó lớn nó cũng tròn như vậy các bạn. Một body nó lớn nhìn nó đã hơn. Nhìn nó giống như cái body tròn của cá hổ, cá hổ Indo á. Nhìn rất là dễ thương ha. Loài này thì rất là đặc biệt, các bạn nuôi đàn thì nó sẽ rất đẹp, thấy không? Các bạn thấy không, nối đuôi nhau nó bơi. Đối với cái size nhỏ này khoảng 2 ngón rưỡi 3 ngón này, các bạn có thể cho ăn cá lóc mồi cũng được. Có thể bổ sung thêm là trùng huyết hoặc trùng chỉ, tôm, tép, tất cả đều ăn được nha. Nó là loại cá săn mồi mà ăn rất là tạp. Đồ sống là ăn được thôi. Tuy nhiên thì các bạn có thể cân nhắc là chúng ta, nếu mà chúng ta ngại cho ăn đồ sống thì như lúc nãy mình có nói, thì chúng ta có thể là cho ăn thức ăn. Các bạn có thể ra các tiệm cá cảnh để mua những cái loại thức ăn chuyên cho cá tai tượng ha. Cá là hán cũng được luôn. Đối với dòng này thì nếu mà chúng ta mua cá thức ăn như cá la hán hoặc là dòng thức ăn chuyên dụng cho cá hổ thì chúng ta nên mua cái loại tăng màu đỏ, tại vì cái con này là cái màu của bông đỏ của nó là bông đỏ, màu đỏ, cho nên là chúng ta mua cái loại red là đỏ thì nó sẽ tăng, có giúp cho tăng màu luôn, tăng màu cá chúng ta luôn, rất là đẹp. Giờ thì mình sẽ đặt bật đèn sáng lên một chút để cho các bạn xem ha.
cho rõ hơn. Nứt rồi. Rất là đã rồi, rất là dễ thương. Vừa thành bầy rất là tuyệt vời. Ok, giới thiệu với các bạn như vậy thôi, để cho chúng ta có thêm một cái thông tin về một cái loại cá cảnh mới, thì các bạn có thể bổ sung vào cái bộ sưu tập của mình. Ok, clip của mình đến đây là kết thúc rồi. Bạn nào thấy hay nhớ like và chia sẻ kênh ủng hộ mình nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Xin chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở những clip sau.